Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng thông điệp Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm 2024, cảm ơn người trao giọt hồng. Sáng ngày 15 tháng 6, Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành và 126 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động chiến dịch đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và tổ chức Ngày hội Xuân Hồng năm 2024, đã vận động và tiếp nhận được 1.397 đơn vị máu. Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại huyện Trần Đề có 340 người đăng ký tham gia và tiếp nhận được 309 đơn vị máu. Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 đã tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 807 đơn vị máu. Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức 18 đợt hiến máu tình nguyện với 3.840 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 3.339 đơn vị máu. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Văn Tuấn, bác sĩ chuyên khoa 2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh khẳng định, bên cạnh sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các cấp để có được kết quả đáng khích lệ trên, phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của những người tình nguyện hiến máu và vận động hiến máu. Họ là những người hùng đã đem lại dòng máu hồi sinh cho người bệnh. Thay mặt cho những người bệnh đã và đang cần truyền máu, tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của quý vị. Phong trào tham gia hiến máu tình nguyện của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dần lan tỏa, từng bước phát triển mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều gia đình, cá nhân điển hình tiêu biểu hiến tặng những giọt máu nghĩa tình, xứng đáng được trân trọng, biểu dương và khen thưởng. Để ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp đó, hội nghị đã tiến hành tôn vinh 126 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Có 35 cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 91 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Trong hơn 100 đại biểu tiêu biểu tham dự hội nghị tôn vinh năm nay, có người lần đầu tham gia hiến máu nhưng cũng có không ít người đã hàng chục lần hiến tặng những giọt máu nhân ái, trao đi sự sống. Hiến máu tình nguyện với họ không chỉ là việc làm nhân đạo mà bất cứ ai có đủ sức khỏe đều nên làm, nhất là thế hệ trẻ. Ở đâu đó trong cuộc đời này, dòng máu của chúng ta đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của những người đã được chúng ta cứu bằng chính giọt máu của mình. Lúc đó ta biết rằng mình vừa làm một điều có ích cho cuộc đời, cho xã hội. Tôi xin mạnh dạn kêu gọi tất cả mọi người, những tình nguyện viên có đủ điều kiện về sức khỏe hãy yên tâm hiến máu. Chúng ta hãy chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp mọi lúc mọi nơi, góp phần cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp và tràn đầy tình yêu thương cao cả. Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn. Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương toàn thể những người tình nguyện hiến máu trong tỉnh, đặc biệt là 126 đại biểu, những bông hoa đẹp nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện có mặt tại hội nghị tôn vinh năm nay. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện, tăng cường vận động những người có nhóm máu hiếm tích cực tham gia hiến máu để cung cấp nguồn máu hiếm cứu người. Tôi rất muốn các anh chị sẽ là những cái hạt nhân nòng cốt, là những tấm gương đi đầu để lan tỏa sâu rộng tình yêu thương và sự sẻ chia. Và từ đó thì sẽ đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh, để phong trào thực sự là nhu cầu, là tình cảm, là trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng xã hội. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thông điệp thật bình dị nhưng sâu sắc. Nhiều cuộc đời đã được hồi sinh, giành lại sự sống khi được tiếp thêm dòng máu quý giá, nồng ấm của những con người có trái tim nhân ái. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao cả với cộng đồng cần được phát huy. 126 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt, là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa tinh thần nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng xã hội. Những người bệnh đã và đang cần truyền máu sẽ được thắp sáng thêm niềm hy vọng, ước mơ và sự sống từ những giọt máu hồng nhân ái.